Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với bản tin thời tiết được phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai 29 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa tiếp theo, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Cụ thể là đêm nay và ngày mai, các tỉnh Đông Bắc Bộ được dự báo là có nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng được dự báo là có nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc, tại các tỉnh, đặc biệt là các huyện như là Mường Tè, Than Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ Lai Châu hay Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La, sông Mã, Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La và một số khu vực thuộc tỉnh Điện Biên. Cùng với các tỉnh thành Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình được dự báo là có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn tại khu vực này thì có khả năng kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thời tiết biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa được dự báo là có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, cũng được dự báo là có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ, duy trì nối với cơn bão Sao La ở phía đông bắc của Philippines, hạ dần trục về phía nam, qua Trung Bộ. Cùng với đó là gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần khiến khu vực Nam Bộ trong ngày tới sẽ phổ biến kiểu thời tiết có mưa rào và dông về chiều tối và tối. Quý vị cũng cần đề phòng khả năng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết của Báo Lao Động ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.